Dàn máy Sony Mini M35 hàng nội địa Nhật, xài điện 100V, test nhanh các chức năng CD, MD và cổng nghe qua điện thoại, AUX vân vân. Còn cái dàn máy này á, có một cái cổng USB này, đó là USB dành cho Walkman nha các bạn, chứ là USB trực tiếp không có được. Nhưng chúng ta có thể tận dụng cái cổng này nè để làm cái cổng USB Bluetooth rất là tiện, gắn USB Bluetooth vào và truyền cái đích của USB Bluetooth qua bên cái phần này, là nói chung là sử dụng được Bluetooth. Mình đang nghe qua cổng điện thoại AUX máy tính 3.5 trực tiếp. Cái dàn này nó ngồi chữ Nhật rất là nhiều nha các bạn, sử dụng một thời gian sẽ quen thôi. CD hoạt động tốt, MD hoạt động tốt. Công suất của dàn máy là 45W, nghe tốt phòng dưới 20m2, cái phòng trọ, phòng làm việc, phòng ngủ vân vân. Cái tiếng bass của Sony thì nó mềm, bass màng giấy nè, bass 12. Kích thước bề ngang của cả bộ là tầm khoảng 46cm. Chiều cao của loa của dàn máy là 27cm. Loa gỗ hết nha các bạn, đừng có lo lắng, hàng của Nhật là loa gỗ hết. Ngoại hình nhìn trông rất là đẹp mắt. CD có điều khiển học nha, chỉnh được đây, CD đọc còn rất là nhạy. Đây mình khoan, đây mình đây đọc nè, 14 bài 70 phút. Mình bấm play nha, nhưng mà khoan mình nói nhanh là có điều khiển học để chỉnh được các chức năng như là mega bass, là gọi là super bass đó, của Sony gọi là mega bass. Và chức năng equalizer cài sẵn có 4 chế độ. Đây. Equalizer cài sẵn. Đây có 4 chế độ này. Đó. Đó, giống như loudness là rock, tăng bass và tăng treble lên. Đây, này lên một ít. Cái đầu tiên là lên nhiều nhất. Đây. Và đây là pop, là tăng cái phần mid lên. Đó. Nhưng mà cái thông dụng đây là cân bằng. Cái thông dụng nhất các bạn hay nghe là tăng bass và tăng treble lên nhiều nè. Đó. Bây giờ ta test CD nha. Và đặc biệt cái chế độ là chế độ mega bass. Đây là super bass nè. Đó. Tiếng bass rất là mềm. Âm lượng cao nhất là 30. Công suất nghe cũng tốt lắm các bạn. Nó trong cái phòng nhỏ vừa, tiếng rất là ấm. Bass giấy nè, tiếng bass rất là ấm. Treble nè, cũng là giấy luôn nè. Âm cũng rất là thật. Là thử tăng bass, super bass lên nha. Đó. Biết có người bên sông nhớ để em mà đi. Đọc rất là tốt, mắt đọc tốt. Thank you.
Ta thử em mà đi rồi đó. Đọc. Đây. Ta thử lại những bản nhạc mạnh ở trên cái đàn máy này như thế nào nha. Qua cổng điện thoại đi. Người chức năng của dàn máy nó hoạt động rất là tốt và cái dàn ngoại hình cũng rất là mới, rất là bắt mắt, để trên kệ tivi bàn làm việc hoặc là trên trong một cái phòng nhỏ gọn, rất là thích hợp cho các bạn nghe nhiều thể loại nhạc từ trữ tình, hòa tấu, guitar cho tới ngay cả nhạc trẻ, thích hợp cho các bạn trải nghiệm nhiều các thể loại âm thanh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi, hãy đăng ký Hà Lợi Nhật Vũ hoặc kết bạn Zalo, Facebook để tham khảo những cái dàn mini mới hàng về rất nhiều các bạn.